Sau đây cũng là một tình huống giải cứu người, nhưng ở trường hợp này có lẽ y học thế giới sẽ phải xem xét căn bệnh béo phì bởi nó có tác dụng cứu sống con người. Chuyện là mới đây một người phụ nữ vì cảm thấy chán ghét cuộc đời này nên đã tự tìm đến cái chết trên con sông thuộc thành phố Trung Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông. Sau khi gieo mình xuống dòng sông, trở triều thay cô ấy đã không chìm hẳn mà cứ trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Cuối cùng người phụ nữ cũng được người dân nhìn thấy và cứu sống. Tại bệnh viện các bác sĩ khẳng định người phụ nữ này có thể sống sót được là do lượng mỡ trong cơ thể cao. Do mỡ nhẹ hơn nước nên thân hình cô đã nổi lên trên mặt sông.